Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại quay mèo Candy. Này, em làm gì đấy? Chui trong à? Chui đầu đấy hả? Đây là em mèo Candy, đây là cái chuồng gà nhà mình. Bạn đang rất là tò mò với cái chuồng gà này. Bản thân em làm mèo nhưng mà em lại rất tò mò về gà đúng không? Đó, thích chơi, chui bên trong chơi á. Tí nữa chơi, chơi. Đây là bé mèo Candy nhé, em là mèo Bichoco. Các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ channel mình nhé. Đây, bây giờ đang là buổi sáng, các bạn nhìn phía sau mình mặt trời rất là đẹp. Đây, mình đang quay bằng con GoPro 10. Đây là em Bichoco của mình, ngoan cực kỳ luôn nhé, đang rất là tò mò cái chỗ chuồng gà ấy.